trân trọng kính mời chị đồng chí Bích Hợp lên phát biểu tham luận ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đồng đội, mới đây đến nay đã 50 năm trôi qua kể từ ngày tôi cùng các bạn lên đường nhập ngũ. Chúng tôi làm đơn tình nguyện đi bộ đội khi giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Chúng đã cho máy bay B-52 mang bom giải thảm xuống Hải Phòng, quê hương tôi vào ngày 16 tháng 4 năm 1972. Đợt tuyển quân 11 tháng 5 năm ấy, 50 cô gái Hải Phòng thuộc hai quận Lê Chân, Hồng Bàng đã trúng tuyển vào quân chủng Hải quân, chia tay gia đình bạn bè, chia tay thành phố cảng thân yêu, từ giã bút nghiên, từ giã tuổi học sinh. Chúng tôi lên đường khi đang bước vào tuổi 17, 18. Chiều ngày 15 tháng 5, sau lễ giao quân, chúng tôi theo cán bộ tuyển quân về đơn vị. Đêm đầu tiên trong quân ngũ, chúng tôi nghỉ tại một ngôi trường ở Tân Dương, Thủy Nguyên. Chiều tối hôm sau, chúng tôi lên ô tô để ra đảo Cái Bầu, Quảng Ninh. Trên đường đi, vào lúc đêm tối, chúng tôi tận mắt nhìn thấy cảnh bom Mỹ đánh phá thị xã Hồng Gai, Quảng Ninh, đổ nát, hoang tàn. Chúng tôi đặt chân lên đất đảo khu Hạ Long thuộc Cẩm Phả huyện lúc nửa đêm. Hai ngày tiếp theo đó có thêm 70 đồng chí quê ở Hải Hưng, nay là Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, sáp nhập thành một đại đội nữ. Mấy ngày đầu, tiểu đoàn tổ chức cho lính mới học tập, quán triệt, sắp xếp công tác huấn luyện. Tôi và 5 đồng chí cán bộ quản lý, y tá được cử đi tiền trạm để chuẩn bị cơ sở vật chất cho đại đội. Ít ngày sau, toàn đại đội tập trung về xã Đoàn Kết, nơi cách xa tiểu đoàn khoảng chục cây số đường rừng núi. Chúng tôi được bố trí ở tại nhà dân, người dân nơi đây hầu hết là người dân tộc Sán Dìm, rất là mộc mạc, chất phác và yêu quý bộ đội. Tôi được biên chế về tiểu đội 1, trung đội 1. Tiểu đội tôi được về ở gia đình Bác Chiến là chủ tịch xã lúc bấy giờ. Trải qua 3 tháng huấn luyện cơ bản, chúng tôi được học tập chính trị, điều lệnh đội ngũ, thực hành rèn luyện trên thao trường khi tập bắn lúc tập bơi, rồi cả nhiều đêm tập báo động, mang toàn bộ quân trang không để lại dấu vết. Chạy hành quân nhiều cây số tuy rất mệt nhưng cũng rất vui. Những phiên các đêm chỉ có 2 người núp giao ca, một người gác tại chỗ, một người đi gọi bản giao cách nơi gác mấy cây số. Có đêm mưa to phải lội qua các con suối, nghe tiếng côn trùng rên rỉ, nghĩ tới các bài học gặp tình huống biệt kích tập kích bất ngờ, chúng tôi thấy gai cả người. Khi thì nín thở, tim đập thình thịch, khi thì hát thầm hết bài này sang bài khác để lấy can đảm, quên đi nỗi sợ. Cứ thế, chúng tôi đã quen dần và mạnh mẽ lên không như những ngày đầu nữa. Ngoài giờ học tập rèn luyện, chúng tôi còn lao động lên rừng chặt cây vác gỗ. Rừng ở đây nhiều con vắt lắm, mà cũng rất nhiều cây sơn, không may vô tình chạm phải thì ngứa rách ra. Thỉnh thoảng đi lấy gạo ở Cẩm Phả huyện, mỗi người đeo ba lô vác 30 cân, và tôi thì thường được phân công là cầm càng xe cải tiến. Mỗi khi kéo xe vượt qua những chặng đường, vượt lên đến đỉnh dốc, được nghỉ giải lao, là chúng tôi lại phóng tầm mắt, ngắm cảnh biển trời Hạ Long đẹp tuyệt vời, và lại cùng nhau thưởng thức cốc thạch găng của miền Sơn Cước. Tôi và đồng chí Oanh ngọ quê Hải Hưng, còn được cùng với anh Trung, Trung đội trưởng, là hôm nay anh Trung có mặt ở đây ạ. Đào tặng gia đình nhà dân nơi trung đội đóng quân một giếng nước trong mát ngọt lành. Những ngày tháng tại vùng đất đảo này đã in dấu biết bao kỷ niệm về tình đồng chí, tình bạn vô cùng trong sáng thiêng liêng của chúng tôi. Những lúc bạn bè đồng đội quan tâm chăm sóc động viên nhau khi nhớ nhà, khi rèn luyện gian khổ, khi có một lá thư tất cả cùng đọc chung, rồi tặng nhau những trái sim tím mỏng, rừng ở đây nhiều sim lắm. Ôi! Biết bao kỷ niệm vui buồn, hồn nhiên, ngây thơ, mơ mộng, mãi mãi vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi và song hành cùng chúng tôi suốt cả cuộc đời. Sau 3 tháng huấn luyện, chúng tôi đã có những phẩm chất, bản lĩnh, kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ quân đội nói chung và người chiến sĩ hải quân nói riêng. Chúng tôi được điều động về các đơn vị, tôi và một số đồng chí được phân công về Trung đoàn 126, đây là đơn vị Bộ đội Đặc công Hải quân đóng ở Quảng Yên. Tạm biệt đất đảo, tạm biệt trường huấn luyện và những người đồng chí, người bạn vô vàn yêu dấu. Chúng tôi chia tay nhau lên đường nhận nhiệm vụ mới vào ngày 16 tháng 8 khi mùa thu sắp về. Sau này khi có dịp trở lại thăm nơi đóng quân cũ,
xã Đoàn Kết, nay là sân bay Vân Đồn. Tôi đã đứng ở nơi đó và nhớ lại tất cả các đồng chí đồng đội. Và có một cảm xúc để tôi ghi ngay lại đây đấy, xin đọc tặng. Kỷ niệm thăm lại đảo Cái Bầu, nơi đóng quân ở C-15 tiểu đoàn 9, những ngày đầu nhập ngũ. Năm tháng trôi dần trong cách xa, ngày xưa đất đảo vẫn xanh màu, thu đông nhớ mãi tỉnh Đông Bắc, để tôi sao xuyến gió thu về. Ơi mùa mưa ngâu đã qua chưa, dòng đời lặng lẽ bỗng dâng trào, tất cả bỗng về trong vắng lặng, trong giạt rào của sóng của tôi. Kỷ niệm tuổi thơ bước vào đời, trăng tròn áo lính đảo trời mây, Hạ Long niềm tin bao ước vọng, thiên cảnh lung linh với tình người. Đã bao năm rồi tôi bỗng xa, để nay ngơ ngác bỗng trở về. Nắng chiều trùng dốc vương vương nắng, mây tím rừng xanh hay tím sim. Ngây thơ mơ mộng trên cánh sóng tuổi đời, đôi mắt ngút trời mây, mà chân không tròn nơi dốc đứng, mà lòng không nản với vực sâu. Ơi cái gió thu gọi tâm hồn, cảnh cũ người xưa giờ muôn lối, chợt đến chợt đi chợt trở về, để lòng xe lại với tháng năm. Năm tháng trôi dần trong cách xa, thu đông năm xưa bỗng trở về, như kỷ niệm vẫn còn sống động, gợi nhớ lạ lùng, nhớ khôn nguôi. Đường đời muôn lối xa vạn dặm, dừng chân nhìn biển sóng dạt dào, tất cả qua đi nay trở lại, quá khứ tương lai gió thu về. Tất cả qua đi nay hội tụ, 50 năm đồng ngũ nơi này, gặp nhau hôm nay tình thương mến, mãi mãi ân tình biển rộng sâu. Hôm nay sau 50 năm nửa thế kỷ, nhớ lại những kỷ niệm ngày đầu nhập ngũ, nhớ lại những năm tháng không thể nào quên, nhớ lại đồng chí và bạn bè, ai còn, ai mất, hiện nay sống ra sao, không biết lúc này mọi người có nghĩ như tôi không. Mặc dù trong cuộc sống cũng phải trải qua nhiều gian nan, vất vả, thăng trầm, nhưng chúng tôi thấy cuộc đời và bao đồng chí đã tặng chúng tôi rất là nhiều may mắn và hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc thật là đơn sơ và bé nhỏ. Với bao cảm xúc như suối nguồn không gì diễn tả nổi, chúng tôi xin thành kính biết ơn, cảm ơn, tri ân công đức và nguyện cầu cho các hương linh của cha anh, của các thế hệ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, được siêu thoát về cõi an lạc, hạnh phúc. Hôm nay, một nhân duyên đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của nữ chiến sĩ Hải quân thuộc thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, tôi vô cùng xúc động được chia sẻ tâm tư, tình cảm, kỷ niệm cùng với toàn thể các đồng chí. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí đã lắng nghe. Xin kính chúc cho quân chủng Hải quân ngày càng ổn định, phát triển toàn diện, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin kính chúc các vị đại biểu, đồng đội và gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.